Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với chương trình Chào ngày mới của STV. Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới tại huyện Quỳnh Nhai đã và đang làm thay da đổi thịt, trở thành động lực thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hướng tới mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025. Vậy Quỳnh Nhai đã có những giải pháp bước đi như thế nào trong tiến trình quan trọng này? Mời quý vị đón xem trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần tin tức. Thưa quý vị, mới đây Ban Bí thư đã ký chỉ thị số 30 về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự tham gia tích cực từ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu với công tác tuyên truyền miệng. Đối với chủ trương chính sách quan trọng, người đứng đầu cán bộ lãnh đạo quản lý phải có trách nhiệm định hướng phổ biến quán triệt, bảo đảm thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, từ đó góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kiện toàn chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý kiểm tra giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách, chú trọng địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó cần đa dạng hóa phương thức nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vay vốn vượt qua khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống, ngay từ đầu năm 2024, Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, Agribank tiếp tục điều chỉnh chính sách lãi suất cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống. Đối với cho vay ngắn hạn mức lãi suất chỉ từ 5% trên năm, đối với cho vay trung hạn dài hạn lãi suất cố định chỉ từ 7% trên năm, đồng thời điều chỉnh giảm 0,5% trên năm sàn lãi suất cho vay trung hạn dài hạn, đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Với mức lãi suất cho vay hiện nay, Agribank tiếp tục thông điệp mạnh mẽ chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tối ưu chi phí vay, kịp thời bổ sung nguồn vốn tái cơ cấu hoạt động, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với giảm lãi suất cho vay Agribank đã triển khai 3 chương trình giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu của gần 2 triệu khách hàng với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank còn triển khai nhiều chương trình chính sách lãi suất cho vay tập trung vào lĩnh vực lâm thủy sản, chương trình hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 31/2022 của chính phủ, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 33 của chính phủ, cho vay hỗ trợ cá nhân hưởng lương ngân sách, cán bộ nhân viên y tế, qua đó góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Đầu năm mới nhiều người tranh thủ đi lễ hội vừa du xuân vừa cầu mong một năm mới bình an, nhưng nếu sử dụng xe công để đi lễ hội không theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thì cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về giao sử dụng tài sản công bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 điều 8 nghị định số 63 năm 2019 của chính phủ, quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp giao sử dụng tài sản trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp xe ô tô đối với tổ chức vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1 phần 2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Năm 2023, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La đạt gần 187 triệu USD, tăng 6,9% so với năm trước. Bước sang năm 2024, đặt mục tiêu phấn đấu giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu của tỉnh đạt trên 196 triệu USD, tăng 5% so với năm 2023. Trong đó sản phẩm nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt hơn 186 triệu USD, tăng 5,17% so với năm 2023. Gồm sản phẩm trái cây như nhãn, xoài, chanh leo, chuối, mận hậu, thanh long và sơn tra với số lượng 26.950 tấn quả, giá trị xuất khẩu đạt hơn 34 triệu USD. Nông sản chế biến gồm sản phẩm chè, cà phê, sắn, đường mía và sản phẩm chế biến khác, giá trị xuất khẩu đạt trên 152 triệu USD. Hiện nay, Ban chỉ đạo sản xuất chế biến tiêu thụ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ngành như nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương, khoa học công nghệ và các huyện ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2024. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã nông dân duy trì chăm sóc tốt các diện tích vùng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Thực hiện sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gắn việc nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Việc trồng cây phân tán đã được tiến hành từ ngày 15 tháng 2 vừa qua và sẽ được thực hiện vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây năm 2024, tỉnh Sơn La trồng mới khoảng 5.000 cây phân tán. Dự kiến trong năm nay, tỉnh Sơn La sẽ trồng 1,28 triệu cây phân tán, trồng rừng tập trung trên 2.000 ha, phân đấu nâng độ che phủ rừng lên mức trên 48%. Theo quyết định 337 ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án hỗ trợ huy động nguồn nhân lực hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ nghèo tại huyện Yên Châu được hỗ trợ là 1.168 hộ. Với sự quan tâm của đảng nhà nước của tỉnh và bằng nguồn lực huy động được từ sự đóng góp của các doanh nghiệp hợp tác xã, các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài huyện, Giai đoạn 2021-2023, hơn 980 hộ nghèo huyện Yên Châu đã được xóa nhà tạm. Giờ năm 2023 có 298 hộ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Đáng chú ý có 215 hộ đã nỗ lực để tự xóa và rút khỏi được danh sách hỗ trợ về nhà ở. Hiện nay, toàn huyện Yên Châu có 239 hộ dân cần hỗ trợ trong đề án và ngoài đề án 337, trong đó đề nghị làm mới là 164 hộ, và sửa chữa là 75 hộ với kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, phân công từng cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở, phụ trách đến từng bản, nắm tình hình và đôn đốc thực hiện. Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo, huy động các tổ chức xã hội, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện quyên góp ủng hộ. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xóa toàn bộ 100% nhà tạm, nhà ở rột nát trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức, tiếp tục chương trình chào ngày mới sáng nay, chúng ta đến với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ nay đến 2025, một trong những mục tiêu lớn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La, đó là phấn đấu đưa huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Quỳnh Nhai đã và đang tập trung mọi nguồn lực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để từng bước đạt các tiêu chí. Mặc dù có xuất phát điểm thấp, nhưng đến hết năm 2023, xã Mường Sại đã đạt 10 trên 19 tiêu chí, với 42 trên 57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng như tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, lao động, việc làm, giáo dục, văn hóa. Các tiêu chí chưa đạt liên quan đến giao thông, thu nhập, y tế, tổ chức sản xuất đang được các ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện trong thời gian tới xã cũng sẽ cố gắng làm sao là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt triển khai các các nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Theo đánh giá, đến nay huyện Quỳnh Nhai đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã chưa đạt gồm Mường Sại, Nậm Ét, Cà Nàng và Triển Khay. Đánh giá theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới, các địa phương này đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Các giải pháp để nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tiêu chí còn yếu, còn thiếu đang được huyện Quỳnh Nhai nỗ lực triển khai. Ban thường vụ huyện ủy, à, ban chấp hành đảng bộ huyện cũng đang xây dựng, giả soát lại kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó thể hiện rất rõ là năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ nội dung hoàn thành. À, bên cạnh kế hoạch đưa ra thì gắn với đó là phải nâng cao cái việc giám sát tiến độ triển khai thực hiện. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, tiêu chí cần là Quỳnh Nhai phải có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10% xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Về tiêu chí đánh giá chung, theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay Quỳnh Nhai đã đạt 3 trên 9 tiêu chí với 22 trên 36 chỉ tiêu. Việc phân bổ nguồn vốn thực hiện trong năm 2024 đang được các cấp, các ngành tập trung triển khai. Hiện nay theo đề án đã được phê duyệt thì cơ bản các cái nguồn vốn để xác định các hạng mục công trình cũng như là các cái tiêu chí thì đã xác định rõ được các cái nhiệm vụ cần phải thực hiện. Và có cái nội trình thực hiện theo từng năm và phân công cho từng các đồng chí trong ban chỉ đạo tập trung để Quỳnh Nhai còn 4 xã thì sẽ được công nhận vào năm 2024. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 Quỳnh Nhai đã và đang đi từng bước vững chắc để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2025 được coi là giai đoạn nước rút để Quỳnh Nhai hoàn thành 4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với 3 chỉ tiêu chưa đạt. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân để Quỳnh Nhai về đích nông thôn mới đúng hẹn vào năm 2025. Vâng, dù còn những khó khăn, song xây dựng nông thôn mới thật sự đã mang đến cho Quỳnh Nhai nhiều đổi thay, đặc biệt là đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đều được nâng cao. Đó là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp hiệu quả của cấp ủy chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân địa phương, cũng là nền móng để Quỳnh Nhai về đích nông thôn mới vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, cò nòi được xem là thủ phủ trồng dâu tây tại Sơn La. Mùa này, những vườn dâu tây đã bắt đầu chín rộ, sáng rực màu xanh của lá, màu đỏ của dâu. Qua gần 10 năm được trồng trên vùng đất mới, những cây dâu có nguồn gốc Nhật Bản đã thành cây bản địa, trở thành cây xóa đói giảm nghèo chủ lực của vùng đất nơi đây. Không khí trên các vườn trồng dâu tây những ngày này vô cùng rộn ràng khi người dân đang thu hoạch và hái quả. Nhiều du khách khi tới đây để chụp ảnh trải nghiệm bén rễ trên mảnh đất cò nòi gần 10 năm. Đến nay xã cỏ nòi đã có hàng trăm hecta trồng dâu tây với đặc điểm quả đỏ mọng thơm ngon giống dâu tây Hana Sơn La luôn được thị trường ưa chuộng. Và những ngày Tết, mặc dù lượng khách hàng tăng cao, tuy nhiên các chủ vườn vẫn giữ mức giá bình quân từ 150.000 đồng một kg, đảm bảo thị trường tiêu thụ được ổn định. Ở cái thời điểm uh, Tết Nguyên Đán ấy, thì uh, cho thu nhập nó cho thu khoảng uh, 3 4 tạ một ngày. Nhưng mà vào vào dịp Tết thì cái uh, nhu cầu tiêu thụ thì nó nhiều hơn. Còn uh, giá cả thì nó vẫn ổn định trong tầm từ 100 đến 200 000 một cân. Dầu tây được thu hoạch từ khoảng tháng 12 năm trước cho đến tháng 3 năm sau. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều chủ vườn cũng đã mở cửa đón khách khai xuân từ khá sớm với mong muốn trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu. Năm nay tôi mở vườn dâu rất sớm, nhưng tôi không thu vé, mời uh, thu khách đến uh, chơi xuân. Mọi người đến đây ăn uh, hái dâu, ăn thử tại vườn. Năm nay uh, nhiều khách đến đây trải nghiệm hái dâu nhiều. Không chỉ đến du xuân chụp ảnh mà nhiều gia đình đã đưa các cháu nhỏ tới đây để trải nghiệm hái dâu, làm nông dân, tạo môi trường để trẻ phát triển một cách toàn diện đầu xuân thì gia đình tôi lựa chọn một số vườn dâu tây tại xã Con Nòi để tham quan và trải nghiệm. Tôi thấy đây là một địa điểm tham quan trải nghiệm rất là thú vị và rất là hay. Chúng tôi có thể trực tiếp trải nghiệm tự tay hái những quả dâu tây chín đỏ và có thể trực tiếp ăn chúng. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những địa điểm trải nghiệm mà trẻ con rất là thích. Tới đây thì gia đình tôi sẽ tiếp tục cho con nhỏ đi tham quan và trải nghiệm những địa điểm như thế này. Cùng với những vườn rau hoa công nghệ cao, giờ đây tại Sơn La, du khách đều mong muốn tìm về những vườn dâu đỏ mọng để được trải nghiệm và thưởng thức hương vị ngọt lành của đặc sản dâu tây Sơn La. Vâng, dâu tây đang trở thành một trong những trái cây có tiềm năng kinh tế của huyện Mai Sơn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Đầu xuân sắc thìn, sắc đỏ của những trái dâu tây căng mọng đua nhau rộ trên đất Mai Sơn, báo hiệu một năm mới sôi động tràn đầy sức sống. Và những vườn dâu tây chín đỏ sẽ là điểm hẹn hấp dẫn của du khách thập phương trong hành trình du lịch Sơn La mùa xuân này. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới của STV xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!